Dạ. Những cái nguyên nhân chủ yếu nào lại gây ra cái căn bệnh này ạ? Cái nguyên nhân của cái căn bệnh mà bị viêm nhiễm âm đạo mà do nấm thì phải nói rằng là nó nguyên nhân là do nấm men. Và nấm men thì nó ở đâu mà nó sinh ra? Nhiều lúc là chúng ta, nhiều chị em là ngồi cứ phàn nàn là cháu giữ sạch lắm cuối cùng vẫn bị. Thế thì quả nhiên là cái điều ấy vẫn cứ diễn ra như thường. Lúc nào và khi nào thì bị như thế? Bởi vì bản thân các cái bào tử nấm ấy nó tiềm tàng ngay ở trong cơ thể mình. Và một khi mà cái độ pH thay đổi, môi trường thay đổi thì lập tức nó bùng phát và nó tìm cách để sinh sôi nảy nở. Thì lúc bấy giờ thầy thuốc mới xác nhận rằng là đang bị bệnh nấm. Cho nên ý, nếu chúng ta mà giữ được bình ổn, sức khỏe tốt thì cái khả năng bị nấm cũng ít. Còn ngược lại mà chúng ta làm cho cái hệ thống các cái môi trường ở trong cơ thể, đặc biệt là độ pH mà nó bị thay đổi đi thì bực mình là thấy mình vẫn không hề có chuyện quan hệ tình dục lung tung, cũng chẳng phải là giữ gìn vệ sinh không cẩn thận mà vẫn bị bệnh như thường, thì đấy chính là bệnh nấm men. Cái nấm ấy nó diễn ra là khi mà chúng ta dùng quá nhiều kháng sinh cũng lại dẫn đến thay đổi môi trường và là một điều kiện thuận lợi dẫn đến bệnh nấm nó hòm mọc lên. Hoặc là nếu như mà chúng ta bị suy giảm miễn dịch, mà cái suy giảm miễn dịch bây giờ thì cũng nhiều vì cái khả năng chống đỡ với thiên nhiên của chúng ta giảm đi so với vấn đề môi trường không được trong sạch như ngày xưa nữa, thì dẫn đến tình huống là chúng ta cũng lại dễ dàng bị nấm.